còn được hồ sơ cho những bạn ai có người đối thủ với chị này. Thì cái
bây giờ mình coi hoạt động cơ học của ruột non nó sẽ làm cái gì. Nó sẽ có vai trò là nhào trộn dưỡng chất với là dịch tiêu hóa và dị vật, và sẽ là đẩy dưỡng chất đi xuống ruột già. Thì ở cái chỗ này mình sẽ có hai cái đó là thứ nhất đó là co bóp phân đoạn, và cái thứ hai là nhu động. Thì từ cái từ là co bóp phân đoạn là mấy chị sẽ thấy là phân đoạn tức là nó phân thành từng đoạn. Mấy chị sẽ thấy ở chỗ này đây là một cái động ruột, nó sẽ thắt một chỗ, thắt hai chỗ, tức là những cái chỗ thắt này nó tạm thời nó xảy ra để nó giống như nó chia ruột thành từng khúc từng khúc từng khúc. Thì những cái co bóp phân đoạn này mục đích của nó là để làm nhào trộn thức ăn, chỗ này ngăn cái đẩy ngược ra, chỗ này ngăn cái đẩy ngược vô, như vậy là nó sẽ trộn cái dưỡng chất đó với những cái dịch mà nó tiết. Thì sau khi mà nó trộn xong hết rồi, khi này nó mới chuyển qua cái được gọi là nhu động. Phân đoạn là cả hai đầu đều thắt nha, còn nhu động là một đầu nó sẽ thắt và một đầu nó sẽ mở để đẩy thức ăn đi. Thì như vậy đối với hoạt động cơ học của bụng chỉ có hai cái thôi, phân đoạn, phân thành từng đoạn. Cả hai bên nó đều có thắt để mục đích là trộn, và nhu động tức là đẩy, cho nên là một bên nó sẽ là co và một bên nó sẽ là mở thì mới đẩy đi được. Cử động lúc đó quen không? Quen không? Hồi nãy đó ha, ở cái ruột non nó cũng có, tại lúc nãy là tôi nói là nó là một cái hoạt động rất là mạnh mẽ, nó co thắt từ cái thân vị con cho hết nguyên cái phần của ruột non luôn, cho nên là tới đây mình vẫn còn thấy được cái cử động cái tối nằm ở trong cái phần của ruột non. Bởi vì nguyên cái khối ruột của mình nó đều co bóp này. Rồi vận động của nhung mao, thì hồi nãy là mình sẽ thấy đây là một cái nhung mao ha, ở giữa này đó là cái mạch bạch huyết đúng không, giới thiệu rồi. Thì song song với cái mạch bạch huyết mình còn có một cái sợi nữa, đó là cơ trơn của lớp dưới niêm, cơ trơn của lớp dưới niêm, dưới đây là dưới niêm nè, nó sẽ có một cái sợi cơ trơn chạy thẳng lên trên này, và cái sợi cơ nó sẽ có là giãn ra và co lại, giãn ra và co lại. Chính cái động tác co lại đó của nó sẽ giúp đẩy cái mạch bạch huyết, những cái chất mà hấp thu á, nó sẽ đẩy và đi về cái mạch bạch huyết chúng ta. Thì cái đó là vận động của chúng ta mục đích là để thức ăn thấm vô cái của bạch huyết này nè, sẽ co bước xuống và đẩy nó đi về cho chúng ta để hấp thu. Rồi ba ngồi anh chàng thì lúc nãy mình có nói qua rồi, thì điều hòa cái cử động của ruột non, điều hòa cử động của ruột non là mình sẽ có những cái vai trò của thứ nhất là hệ thần kinh ruột là chủ yếu, hệ thần kinh ruột là chủ yếu. Tại nãy mình nói là cái cơ trơn của hệ ruột này nó là cơ trơn tự động nó sẽ hoạt động, mình không có dùng cái hệ thần kinh khác nhau được, và nó chủ yếu là nó sẽ bởi cái hệ thần kinh ruột, và hệ thần kinh ruột này nó là của những cái sợi giao cảm và có giao cảm, tức là hệ thần kinh ruột bật á. Thì mình sẽ coi những cái nào làm cho tăng và những cái nào làm cho giảm. Thì những cái nhiệm vụ này là của anh chị chịu khó nhớ. Ví dụ như là những cái nhóm làm cho tăng nè, bạn xài này về ruột, hormone gastrin sẽ làm tăng ha, motilin, insulin sẽ làm tăng, serotonin hay là lucadon sẽ làm giảm ha. Chỗ này mình học mình có thấy nó giống như cái rác cái kia vô được không, rác cái bài trước vô được không, rác bài trước vô được không, được ha. Nó cái gì như là gastrin này là bạn xài này về ruột thức ăn mà nó đi xuống tới cái tá tràng rồi, thì dĩ nhiên tá tràng là nó sẽ làm ức chế cái sự ấm ở trên, nhưng mà bây giờ một phần nó ức chế cái đồ ăn đi xuống, nó bản thân nó làm biến mà, cái nào ức chế không xếp không làm cái nào đó dụ xếp được cái dao nữa là một phần, thì còn lại là gì nữa, đẩy cái thằng kia nữa là hai. Cho nên cái nhóm cũng là cái nhóm được ức chế sự đẩy từ dạ dày xuống, thì cái nhóm đó nó sẽ giúp đẩy cái thức ăn đi chạy xuống dưới kia ha. Cho nên là mình có phải xài dạ dày ruột là nhóm ức chế hồi nãy nè, giá trị cũng là những cái hình ảnh. Thì bây giờ nó xuống đây nó sẽ làm tăng cái nhu động để đẩy đi xuống như kia nha. Rồi có giao cảm thì các chị nhớ rồi đó, có giao cảm là tăng nè, giao cảm là giảm. Hoạt động bài tiết mình sẽ học cái dịch của tụy trước. Cái tụy của mình nó sẽ có hai nhóm tế bào, đó là tụy gì với tụy gì nha, tụy ngoại tiết với là tụy nội tiết. Ngoại tiết với nội tiết nó khác nhau chỗ nào ạ? Ngoại tiết là có ống dẫn, còn nội tiết là tiết ra và hấp thu máu luôn. Cái phần của tụy nội là mình học ở cái sinh lý đầu tiết. Ví dụ như là insulin, ví dụ như là glucagon hay là somatostatin đó, thì
là mấy anh chị học cái phần đầu tiếp tới là thạc sĩ Tuấn rồi đúng không ạ? À, rồi hôm nay mình sẽ học một cái phần tủy ngoại thôi. Thì tủy ngoại thiết kế đây là một cái tế bào của nó nè. Đây là mà bàn này đó là cái nhóm của tế bào tủy ngoại. Thì cái nhóm tế bào tủy ngoại này là nó tiết ra những cái enzyme để dần tiêu hóa thức ăn. À, protein thì mình có ở đây là protease, mỡ thì mình có lipase và mình có là cái amylase để dần tiêu hóa tinh bột. À, thì đây là cái nhóm của các tủy ngoại tiết ra enzyme tiêu hóa thức ăn. Còn cái đây là cái phần của là tế bào ống. À, tại vì nó có ống cho nên ở đây mình bắt đầu đó là tủy ngoại. Thì tế bào ống này nó chỉ có duy nhất một cái chuyện đó là tiết ra HCL3 trừ. Và HCL3 trừ này nó để dùng làm gì mấy chị? À, trung hòa axit là một gì nữa? Đốt. Thank you.
thường á, mình sẽ có một cái men ruột enterokrasna. Cái men ruột này nó sẽ làm giúp hoàn hóa cái dyslipidogen trở thành dyslipid. Anh dyslipid là anh lớn đầu tiên. Rồi sau đó mình sẽ nhờ cái anh dyslipid này nè, anh sẽ chạy xuống, anh sẽ hoạt hóa cái anh dyslipidogen để thành dyslipid. Và cũng nhờ cái dyslipid này luôn, nó sẽ hoạt hóa hết tất cả những cái anh còn lại, giống như nó là chị cả trong nhà vậy đó. Và để hoạt hóa được cái chị cả này thì phải có một cái men enterokrasna này. Như vậy là đối với cái phần của protein là dự phó giống như cái men ở phía bên đây, và cái quá trình để mà cho nó chuyển thành ra được ha. Cái chỗ nào mà chỉ cắt cái polypeptide và chỗ nào có thể cắt ra được cái acetylene phận. Nồng độ protein carbonate bên trong của dịch vị nó sẽ cao hơn trong huyết tương rất là nhiều ha, bằng cỡ khoảng là các 4 lần. Bình thường trong huyết tương của mình cỡ khoảng 24 mét trên lít thôi, nhưng ở bên trong của dịch vị là nó tới 100 mét trên lít được. Thì cái cơ chế bài tiết nó sẽ như thế nào? Mình cần cái HC3 trừ, HC3 trừ. Bên đây là máu nè, bên đây là tế bào, và bên đây là lòng ống. Ví dụ như lòng ống ở đây nè, đây là tế bào. Thì mình sẽ có là bên trong tế bào ha, sẽ có nước nè, sẽ có là CO2 vô quá trình là nó hoạt động nè. Khi này nó sẽ tạo thành H2CO3, và từ đó nó sẽ tách ra H cộng và HC3 trừ. Thì HC3 trừ này nó sẽ được vận chuyển tích cực đi qua bên trong lòng ống. Nên là cái quá trình để mà nó tiết ra cái HC3 trừ đó với lòng ống rất là dễ ha. Mình chỉ cần hoạt động ra có được CO2 cộng với nước có sẵn là nó có thể là nó tách ra để thành HC3 trừ, và tự động nó sẽ là vận chuyển tích cực đi qua. Cho nên là quá trình này nó dễ và mình cũng dễ nhớ hơn. Thì cái điều mà sự bài tiết là cũng có 3 giai đoạn ha, tâm linh, giai đoạn dạ dày và giai đoạn ruột. Thì bây giờ ở cái giai đoạn tâm linh và giai đoạn dạ dày, tức là trước khi đồ ăn đi tới ruột để mà tủy nó có thể hoạt động á, thì như vậy á là giữa hai cái nhóm là nhóm của tế bào ngoại tiết với là nhóm tế bào ống. Tôi đối với anh chị là khi mà mình nghĩ tới đồ ăn thôi, hoặc là đồ ăn còn nằm ở dạ dày thôi, thì tế bào ngoại tiết với tế bào ống cái chỗ nào nó sẽ hoạt động nhiều? Ngoại tiết nhiều hay là tế bào ống nhiều? Ai nói ngoại tiết giơ tay thử. Ai nói ống giơ tay thử. Nó sẽ là tế bào ngoại tiết nha. Tức là khi mà mình nghĩ tới đồ ăn thôi, nó sẽ tiết ra cái men, tiền men để chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu hơn nha. Rồi tới cái lúc mà mình ăn vào á, thì khi này á, là cái tế bào ống nó mới hoạt động. Thì cái chỗ mà cái tiền men đó nó mới gặp cái HCO3 trừ, khi này nó mới hoạt hóa để nó thực hiện cái chức năng bài tiết, còn chức năng tiêu hóa của nó nha. Thì vậy mà mình sẽ thấy ở đây nè, ở giai đoạn tâm linh hoặc là dạ dày là nó sẽ kích thích lên gen 10 tiết ra acetylcholine, kích thích lên bào tụy ngoại. Ta nghĩ thôi thì mình cần cái anh tiền men chưa cần hoạt động ha, cứ tạo ra anh tiền men trước cho tôi đi cái đã. Rồi khi nào tới lúc mà mình và cái tiền men đó nó sẽ được giữ lại nằm ở bên trong này, khi nào mà mình ăn cái đặc thì lúc này những cái tiền men này nó sẽ chạy đi ra ngoài này, gặp cái HCO3 trừ sẽ hoạt hóa lên, là nó sẽ đẩy đi vào ruột ha. Sang ở giai đoạn ruột, serotonin, cholecystokinin, mấy cái chữ này quen không? Quen hồi nãy ha, quen hồi nãy. Thì hai cái chất này mà nãy mình chỉ thấy chất thôi chứ mình không biết nó từ tế bào nào. Giống như hồi kia tôi hồi lúc của dạ dày thì mình học chất tim ở đâu, đó là do tế bào C chẳng hạn, đúng không? Còn lúc nãy mình chỉ thấy cái chất thôi, mình không biết cái đâu nó tiết, thì nó nằm ở trong cái hệ thống ruột, cho nên xuống đây mình mới coi cái chỗ nào nó tiết ra. Ví dụ như là serotonin nè, là do tế bào S tiết ra, chỗ này dễ nhớ là S serotonin. Còn cái cholecystokinin này nó sẽ do tế bào Y tiết ra. Thì cái tế bào của serotonin này nó sẽ được tế bào S tiết ra khi pH nó, này là pH gì? Acid đúng không? Acid thì như vậy là nó sẽ cần cái gì ạ? Cần HCO3 trừ để trung hòa lại. Cho nên á là khi mà ruột nó cảm nhận được có acid đang đổ xuống nó, thì lúc này cái tế bào S này sẽ tiết ra serotonin, và serotonin sẽ chạy đi vô kích thích tế bào ống tụy để có được cái HCO3 trừ trung hòa thì cái acid. Rồi đối với cái cholecystokinin này do tế bào Y ở ruột non tiết ra, và nó sẽ kích thích tế bào của ngoại tiết, ha, tế bào ngoại tiết. Thì mình
vậy tôi có hai nhóm nhóm tế bào ngoại và nhóm tế bào có ống. Vậy thì cái nào kích thích tế bào ngoại tiết, cái nào kích thích lên tế bào ngoại tiết? Cholecystokinin ở đây do tế bào yến ra, còn cái chất nào đó sẽ tác động lên tế bào ống? Đó là serotonin do tế bào yến ra. Tức là lúc nào trong cơ thể mình nó có từng nhóm và mỗi một cái nhóm đó nó phải có một cái chất để điều hòa. Như vậy là cứ tùy theo cơ thể và cơ thể mình muốn cái gì thì cái tế bào đó nó sẽ tiết ra cái chất và nó sẽ làm cho những cái chỗ mà nó có chức năng nó hoạt động theo cái của cái phần của cơ thể. Anh này thì không có gì. Sự bài tiết của mật. Đây là một cái của phần gan ha, của gan. Thì những cái tế bào của gan nó sẽ xếp hình đan hoa ha, nó sẽ xếp hình đan hoa. Và những cái tế bào này nó ở tế bào gan nó sẽ xếp thành từng lớp. Ở giữa hai cái lớp này nó sẽ là cái ống vi quản mật để mà nó tiết mật đi vô ha. Thì sau khi mà nó tiết mật xong rồi nó sẽ tụ lại thành ống gan trái, ống gan phải của mình đó ha. Ống gan trái, ống gan phải gộp lại thành ống gan chung, lần cộng tới cả ống túi mật nữa đi xuống đây và cuối cùng là đổ vô trong này ha. Thì cái từ nguyên cái phần này của cái mật á thì thông thường là nó bài tiết cỡ khoảng là 1 lít/ngày. Mật mình bài tiết tới 1 lít/ngày rồi. Nhưng mà cái túi mật này nó to không anh chị? Nó nhỏ xíu nè ha. Mà để nó có thể chứa được 1 lít đó thì nó buồn, nó phải cái dịch mật nó phải sao mới chứa được, nó nên cô đặt lại từ 1 lít này nè. Nó làm bằng cách nào đó nó chỉ cô đặt lại tầm cỡ khoảng là maximum là 60 ml thôi, thì để dành nó chứa cái mật ở đó ha. Nó nằm ở trong này. Khi mình ăn thức ăn có nhiều dầu mỡ thì lúc này cái mật này của mình nó mới được gì, nó mới được co bóp đẩy đi vô đây để mà tiêu hóa ha. Cho nên mình sẽ có là cái thành phần dịch mật ban đầu tiết ra nó sẽ khác với cái thành phần dịch mật chứa ở trong cái mật. Khác ở chỗ được cái gì ạ? Được cô đặt. Vậy thì muốn cô đặt thì nó sẽ lấy cái gì? Lấy nước đúng không? Nó sẽ lấy nước. Cho nên á là trong tất cả những cái chất mà họ liệt kê cho mình ở đây, ví dụ như trong mật nó sẽ có muối mật, nó có bili, cholesterol, acid béo, lecithin gì đó, và những cái ion natri, kali, clo gì đó vân vân. Thì như vậy mình suy ra là cái này nó sẽ giảm, nước nó sẽ giảm không? Thì mình sẽ thấy là nước nó sẽ giảm. Thì những cái thành phần là NaCl này nó sẽ giảm, còn ngược lại tất cả những cái kia nó sẽ được gì ạ? Sao những nguyên lượng nó tăng nồng độ lên chứ? Cô đặt mà, cho nên nó sẽ tăng nồng độ lên ha. Thì để mà có thể mà lấy nước đi ra ngoài thì nó phải buộc lấy cái gì? Thì nó lấy nước, nó lấy muối, nó lấy NaCl ra thì tự động cái ảnh nước nó sẽ chạy đi theo NaCl. Cho nên chỉ có thành phần của natri với thành phần clorin nó sẽ giảm, còn tất cả những cái khác nó sẽ tăng lên theo cái sự cô đặt đó ha. Thì chỉ cần mình sinh lượng nhẹ thì mình có thể là mình so sánh được cái thành phần dịch mật của hai bên. Thì cái chức năng của dịch mật nó sẽ làm cái gì? Đầu tiên vô nó sẽ là nhũ tương hóa chất béo. Cái thành phần của dịch mật là nó, cái bún mật á nó sẽ có hai đầu, một cái đầu ươm nước và một cái đầu bị nước. Đây là cái hạt mỡ lớn mà mình ăn vào nè. Nếu mà nó lớn như vậy hấp thu được không? Bự quá đâu hấp thu được ha. Thì như vậy là những cái anh bún mật này ảnh sẽ gói, ảnh gói từng cái hạt mỡ nhỏ lại, bởi vì ảnh có một đầu là ươm nước và một đầu bị nước. Thì cái đầu nào mà kỹ nước á thì nó sẽ quay vô để nó tiếp xúc với mỡ. Kỹ mà kỹ nước tức có nghĩa là nó sẽ là ươm mỡ ha. Còn cái đầu mà ươm nước thì nó sẽ quay đi ra ngoài. Chính vì vậy á là nó sẽ làm cho những cái hạt mỡ này nó không có nhập lại trở lại. Chứ nếu mà không có bún mật á thì trong cái quá trình mà mình co bóp, hạt mỡ lớn nó trở thành hạt mỡ nhỏ, mà không có bún mật thì để họ nó cũng tụ lại trở thành hạt mỡ lớn. Rồi cái quá trình đó mình gọi là nhũ tương hóa. Rồi một cái phần thứ hai là nó sẽ giúp cho tiêu hóa mỡ. Đây là tế bào của ruột ha. Thì nằm ở bên trong lòng của ruột á, thì phía bên trên của cái lớp tế bào này nó sẽ là một cái lớp được gọi là lớp dịch không di động. Tức có nghĩa là bản chất của nó sẽ là gì? Nước. Bản chất của nó sẽ là nước. Mà nếu mà cái anh mỡ tự không, anh có chui được đi qua khỏi cái lớp nước này đi vô được tới đây không?
vận chuyển đem cái anh mở tới cái tế bào của ruột cho anh mở hấp thu, còn lại thì nó cứ nằm ở đó. Để một hồi nữa nó làm cái gì, 94% nó sẽ được tái hấp thu tích cực tại hỏng tràng. Thì như vậy trong một ngày mình chỉ mất khoảng bao nhiêu, 6% thôi, và gan của mình nó chỉ có việc là nó tạo ra 6% đó, chứ nó không có phải là tạo hết 100%, thì 94% nó sẽ được tái hấp thu. Điều hòa sự bạch tiết mật mình sẽ có là cái CCK, là cái cholecystokinin hồi nãy của mình á. Thì cái CCK này nó sẽ co thắt túi mật, rồi hoặc là dây 10 nó cũng là co thắt túi mật. Còn serotonin là nó sẽ kích thích ống tế bào nhĩ để tạo nước và ion của mật. Như vậy á, là chỗ này là gì, khi mà ăn vào để cho mật nó có thể chảy đi thì mình cần có cái CCK, tức là cái chất CCK, và hoặc là dây 10 nó sẽ kích thích làm cho cái túi mật này co bóp để tháo mật đi vô trong mặt. Chỉ có vậy thôi. Dịch của ruột non, dịch của ruột non thì mình sẽ có hai cái tuyến, thứ nhất là tuyến Müller và cái thứ hai là tuyến của Li Đại Quyên, tuyến Müller và tuyến Li Đại Quyên. Thì giờ mình sẽ coi ở chỗ này, tuyến Müller dạ dày ở tá tràng, thì tuyến Müller này nó sẽ có ở đoạn đầu tá tràng nằm ở đây, và vai trò của nó là nó chỉ có một cái chuyện, nó sẽ bài tiết cái dịch này. Mấy chị thấy là cái dự lượng mà dưỡng chất từ trên dạ dày nó chảy xuống tới tá tràng là nó rất là nhiều dịch axit, rất là nhiều axit, cho nên á là ở cái đoạn đầu tá tràng này là nó bắt buộc nó phải có thật là nhiều cái tuyến Müller, và cái tuyến này nó chỉ có làm một cái chuyện, đó là nó bài tiết nhầy để trung hòa bớt cái axit thôi. Chỉ có duy nhất là cái dạ dày nó có thể là chứa được lượng axit, còn tất cả những cái nơi khác không có tế bào nào của mình mà nó chịu được cái nồng độ axit đâu. Cho nên là nó phải có cái vai trò để mà bài tiết ra này trung hòa được cái phần của axit đó. Còn cái tuyến Li Đại Quyên là nó nằm ở chỗ nào? Nha chị thấy đây là cái nhung mao của mình nè. Mình sẽ có nhiều cái nhung mao, và cứ cuối mỗi một cái nhung mao nó sẽ có thòng xuống một cái chỗ khoảng như thế này, và nguyên cái này nè mình gọi nó là tuyến Li Đại Quyên. Thì cái vai trò của cái tuyến này nó sẽ là chế tiết ra cái dịch giống như dịch ngoại bào để dành làm gì, để dành pha loãng cái thức ăn, pha loãng cái dưỡng chất, cái dưỡng chất từ ở bên trên dạ dày mà đi xuống, và nãy mình gọi nó là u trương đúng không, u trương, mà nó là tinh u trương quá đặc quá thì nó có dễ hấp thu không, không nó sẽ không hấp thu được, nên là phải làm bằng cách nào đó để mà pha loãng nó ra thì mới hấp thu được ha. Thì ở cái chỗ này nè, nhiệm vụ của nó là nó cứ nó sẽ bài tiết ra cái dịch ngoại bào, vai trò của nó là pha loãng thức ăn. Thì pha loãng thức ăn tới đây là bao nhiêu dịch mà nó tiết ra nó sẽ được tái hấp thu là hết. Như vậy có mất không? Đâu mất đâu, vừa tái ra pha loãng hấp thu một lần, cho đó là không có bị cái cơ chế mất nước. Rồi vậy thì nó sẽ pha loãng bằng cách nào? Thì để có được nước, để có được nước nó sẽ là vận chuyển tích cực clo trừ, nó sẽ có cái bơm để nó đẩy clo trừ đi ra ngoài. Đây là tế bào nè, nó sẽ có cái bơm nó đẩy clo trừ đi ra ngoài. Thì clo trừ đi ra nó sẽ kéo theo nó sẽ kéo theo natri ha, natri và clo nó sẽ là muối. Thì lúc này nó sẽ kéo nước chảy ra, nó sẽ kéo nước chảy ra và nó sẽ đổ đi vào trong này, đó là cơ chế của nó. Vậy là clo trừ ha là vận chuyển tích cực, còn na cộng là phân tán thụ động. Tả, khi mà bị tả là bị gì đó chị? Tiêu chảy dữ dội đúng không? Vậy thì cái cơ chế nào để làm cho tiêu chảy cấp ở tả? Thì khi mà cái con tả này nè, nó sẽ chạy vào, nó sẽ là kích thích thành lập cái ion bên vòng để dành làm gì? Mở cái kênh clo trừ. Như vậy là clo trừ nó cứ được ồ thải đem đi ra ngoài là mất. Thì cái clo trừ chạy ra là chạy theo là nước chạy theo, như vậy là nước đi chạy cho tới khi nào mà mình giải quyết được cái ăn tả này thì cái cơ này nó mới được đóng lại. Đó là cái cơ chế của cái phần bị tiêu hóa. Rồi những cái enzyme tiêu hóa của ruột non mình sẽ có những cái enzyme nào? Nó sẽ ruột non nó sẽ bài tiết ra cái enzyme, và cái enzyme này á là nó chỉ có nằm ở trên bề mặt của cái tế bào ruột thôi. Chỉ là
nó sẽ được tiêu hóa tại đó. Chứ những cái ăn tế bào nhỏ bé này là nó không đủ sức để mà nó tạo ra quá nhiều những cái men để mà hòa trộn ở vòng vòng ở phía trong này ha. Nó chỉ là tạo ra cái men rồi nó tụ lại trên trên bề mặt này, anh ngồi chạy vô giống như là mình bắt mồi vậy đó ha. Mình sẵn sàng phục kích ở đây, anh mở chạy vô thì gặp cái men của mỡ tiêu hóa đem đi vô được luôn, chứ không có đem chạy đi ra ở ngoài này quá nhiều ha. Thì như vậy mình sẽ có những cái enzyme tiêu hóa nào. Thứ nhất, đối với những cái nhóm mà cộng đồng virus, mình sẽ có những, mình phải học những cái enzyme tiêu hóa. Ví dụ như là sucro, nó là đường gì đó anh chị? Sucro đó là đúng là đường mía ha, và bản chất của nó là đường đôi thôi, đường đôi chứ không phải là đường đan đâu ha. Đó là đường đôi thì nó sẽ bao gồm một cái fructose, còn đó là một cái glucose, là đường mía bình thường mình ăn đó ha. Còn maltose nè và lactase nè ha. Đây là cái nhóm của cái phần của tiêu hóa carbohydrate. Còn đối với cái protein thì lúc này cái men ở ruột mình sẽ có cái lectina, còn ở bên ruột này thì nó vẫn là cái lysta thôi. Thực ra cái tiêu hóa của cái mỡ đó, thì cái lysta ở trên dạ dày ha, ở trên tụy ha, hoặc là xuống dưới ruột nó cũng là lysta. Điều hòa bài tiết thì chịu khó, những cái chất mà làm tăng thì là chịu khó sẽ học ha. Hoạt động tiêu hóa và hấp thu, thức ăn sẽ được tiêu hóa triệt để thành những sản phẩm cuối cùng để có thể hấp thu được. Thì riêng của cái phần hấp thu các chị phải biết cái khái niệm vận chuyển thụ động thì mình gọi nó là phân tán. Còn cái nào á mà thấy là sách hay là in văn viết là vận chuyển tích cực là tự mình phải biết là cái thứ này nó phải cần có là natri đồng vận chuyển đi ra. Như vậy là hãy mà nói cái thụ động là phân tán, phân tán tức có nghĩa là nó chỉ cần chạy theo cái sự chênh lệch của ra nhân nồng độ thôi, nó chạy qua. Còn mà vận chuyển tích cực là phải có năng động thì mới có thể đi được. Đối với cả con virus là nhu cầu của mình cần là khoảng 130g một ngày, chiếm cỡ khoảng 40% cho tới 65% tổng lượng calo. Cho nên là khi mà mình muốn ốm á, là mình phải ăn giảm cái gì đầu tiên? Giảm cân bột. Do đó là mình mới có cái chuyện là tôi đang giảm cân theo cái chế độ là low carb. Low carb tức là low carb con virus. Nên mình giảm cân bột trước thì chúng ta sẽ ốm đi. Thì đây mình sẽ có 3 loại, như nãy mình thấy nè, sucro đây là đường mía mật ong, lacto là sữa, còn tinh bột ngũ cốc là những cái polysaccharides. Cái này mình hình cuối cùng này để cho mình tổng quan lại của cái chuyện mà nó đi mát thức ăn ha. Đầu tiên là tinh bột nè, đi qua cái miệng của mình thì mình sẽ có được là cái amylan nước bọt. Amylan nước bọt đó nó gọi là thiamin ha, thì nó là amylan nước bọt thôi. Thì chỗ này nó sẽ là tiêu hóa tinh bột 20-40%. Và tinh bột ở đây hồi nãy mình nói là tinh bột gì? Chính xác nha. Rồi sau đó nó sẽ chạy đi qua vị. Thì cái amylase vị nó sẽ giúp tiêu hóa mất cái phần còn lại ha. Thì tầm có khoảng là 60-80%. Thì chỗ này cả xóm rồi là chạy chín luôn. Rồi sau đó thì nó những cái amylase này nó sẽ cắt những cái bột carbohydrate đó trở thành những cái maltose hoặc là những cái polymer từ 3-9 glucose, tức là những cái đường đan mà maximum là đến 9% glucose thôi ha. Và sau đó là nhờ những cái men hồi nãy mà mình thấy nè, ví dụ như sucra nó sẽ phân tách sucro, lacta sẽ phân tách lacto, hay là malta sẽ phân tách cái malto này để cuối cùng là trở thành cái gì, đường đơn thôi. Những cái đường đơn mà mình có nè, glucose, galacto và fructo, đây là những cái đường đơn có thể hấp thu được. Rồi từ cái đường đơn này ha, mình sẽ thấy nè, cái quá trình phân cách hồi nãy đó mình sẽ có hiện diện ở tế bào ở trong lòng ruột mà gần với tế bào ruột, fructo, galacto và glucose, đây là những cái đường đơn có thể hấp thu đúng không ha. Thì ở đây là mình thấy nè, glucose với galacto muốn vận chuyển vào lòng ruột bắt buộc phải có gì, natri ở đây, cho nên mình gọi nó là vận chuyển gì đó, vận chuyển tích cực nha. Còn cái fructo này là nó đang vận chuyển gì vậy? Nó đang vận chuyển phát tán ha. Mặc dù nó phát tán nhưng mà cái chỗ nào nó cũng phải cần có cái cửa để nó đi nha. Thì ở đây nó sẽ cần cái cửa được gọi là fructo 5 ha. Thông qua cái cửa này, cái fructo này nó mới chạy đi vô đây được ha. Cũng như ở phía trên này, mặc dù là nó vận chuyển tích cực có natri nhưng mà nó sẽ đi qua một cái cửa là SGLT1 ha. Còn các chị có cái
màn nữa cho cái nhóm SGLT2 đó. Thì ở đây của mình nó là quan thì nó nằm ở phía trên của cái phần ruột, còn cái chu của mình là nó nằm ở đâu? Rồi sau khi vào được ở cái lòng ruột xong rồi thì nó phải có cái cửa để mà nó đem đi ra ngoài chứ ha. Thì ở đây mình sẽ có tất cả nó sẽ chạy đi qua cái cửa được gọi là nước luôn để đem đi qua cái bên này, nó sẽ làm gì với chị? Dịch kẽ đúng rồi, nó sẽ qua dịch kẽ rồi sau đó nó mới đi qua đường máu nha. Đó là tiêu hóa của carbohydrate. Rồi bây giờ tiêu hóa của protein thì protein mình sẽ có hai nhóm là protein ngoại sinh là những thứ mình ăn vào và những cái protein nội sinh. Protein nội sinh là gì? Những cái tế bào của mình sau khi nó già rồi nó chết á ha, thì nó bản chất nó vẫn là protein, và đã là protein rồi giống như chất quý ở trong cơ thể gì đó thì nó sẽ cũng sẽ là tiêu hóa và nó thái hấp thu trở lại ra cái vitamin. Rồi nhu cầu của nó thì ít hơn tầm 10-15% tổng của cái calo. Mình sẽ có 20 loại axit amin, trong đó 9 loại là thiết yếu và 11 loại là không thiết yếu. Thế nào là thiết yếu, thế nào là không thiết yếu? Thiết yếu là không thể tạo được, bắt buộc ăn mới có. Còn cái mà không thiết yếu là mình có thể tạo được ha. Trong cái bài gen á, nó sẽ có cái quá trình là chuyển các gốc NH3, chuyển các gốc NH3. Thực ra cái axit amin á, cái tên nó khác nhau là do cái gốc amin, cái gốc NH3 đó nó gắn ở vị trí nào của các carbon để nó tạo thành cái tên axit amin kia ha. Thì như vậy á, trong cơ thể mình 11 loại thiết yếu, mình không có hiện diện hết 11 loại đâu. Giả dụ như mình hiện diện có khoảng 4-5 loại gì đó, nhưng bây giờ mình cần cái loại khác thì mình sẽ có những cái men nó cắt cái gốc NH3 đó, nó đem đi gắn đi vào chỗ khác. Thì từ axit amin 1 nó có thể trở thành axit amin mang tên thứ 2 để phục vụ cho nhu cầu của mình. Đó là cái quá trình để nó tạo nên cái axit amin không thiết yếu. Còn cái axit amin thiết yếu này là bắt buộc là phải ăn được, phải ăn thì mới có. Cho nên là thật ra đối với là mấy sư thầy sư cô á, họ ăn chay hoàn toàn á, họ sẽ thiếu những cái axit amin thiết yếu này nha. Mà những cái axit amin thiết yếu này nó vẫn phục vụ cho những cái quá trình chuyển hóa. Cho nên á, là đối với những nhóm mà là ăn chay hoàn toàn á, họ sẽ có cái lần chuyển hóa và dẫn tới một số bệnh. Bên cạnh bệnh tim mạch cũng có rất là nhiều. Quá trình tiêu hóa protein pectin, đây là quá trình ở đâu? Đây là quá trình của dạ dày ha. Ăn protein qua cái dạ dày thì nó cắt rồi trở thành cái polypeptic. Rồi polypeptic này nó mới đi qua quá trình này. Nhóm men này là nhóm men của ai ạ? Nhóm men của tụy, để có thể cắt thành những cái polypeptic ngắn hoặc là ra được tới cái axit amin tận cùng. Má hồi nãy mình nhớ là cái hình này nè, mình có các cả oxy peptidase có thể cắt ra được cái axit amin đó ha. Cho nên tới chỗ này nó đã có hiện diện cái amino acid rồi, tức là axit amin. Rồi sau đó là sau khi qua tới tụy rồi thì lúc này là peptidase này của mình nó là của dịch vụ non á, của dịch vụ non. Thì những cái phần nào mà là nó từ cái polypeptide nó sẽ được cắt triệt để ra thành cái amino acid ha. Thì trên cái hình này nó sẽ giúp mình nhớ gì, mình nhìn cái men để mình nhớ được nó đang ở trong quá trình nào. Ví dụ pectin, nó có pectin thì đó là quá trình tiêu hóa ở dạ dày. Nó tới một cái nhóm hàng hàng này đó là quá trình tiêu hóa protein của tụy, hay là thấy cái peptida đó là quá trình tiêu hóa của ruột ha, họ có lộ cái vị trí của nó. Đây là cái axit amin đơn, axit amin đôi hoặc là cái axit amin là ba ha. Maximum là tới 3 cái axit amin thôi nha. Nó có thể hấp thu được đi vào bên trong của lòng ruột, và hấp thu này nó phải có đồng vận chuyển ha, phải có đồng vận chuyển mới làm cái năng động, tức là vận chuyển tích cực. Rồi nếu mà là vận chuyển là axit amin thôi thì nó qua bên đây tự động của nó sẽ được vận chuyển tích cực chạy được như qua bên dịch kẽ và vào tế bào. Còn nếu mà nó quá dễ dãi, nó lấy cái axit amin mà đôi hoặc là ba thì nó chui vô đây nó phải cắt lại nha. Tế bào nó phải làm nhiệm vụ để mà nó cắt tiếp trở thành axit amin đơn, lúc này nó mới đi vào trong máu được ha. Có nghĩa là nếu mà mình đứa vợ mà dễ quá không biết nấu ăn cũng lấy thì về cái chuyện khó đào tạo ha. Thì chỗ này mình sẽ
mình nhớ nha, có thể ba hát phân tử nó cũng có thể hát phân được, nhưng vào trong đồng ruộng thì phải cắt đi. Rồi tiếp tiếp, mình có những cái liên tiếp nào? Liên tiếp nó sẽ để dành cho là cơ thể mình nó sẽ tổng hợp hầu hết tất cả các axit béo trừ ba loại omega 3, omega 6. Cho nên là thấy những bệnh chức năng họ mới bán những cái thứ này, tức là cái thứ nào cơ thể mình không tạo được thì mình mới thấy là cái thực phẩm chức năng nó tạo ra để cho nó kia mình uống vô ha. Rồi thì cái mỡ mật của động vật trộn để làm mỡ hữu cơ hóa, sau đó nhờ cái liên hợp vị để tạo thành cái axit béo và những cái monoglycerid ha, đây là hạt mỡ lớn ha, nhờ những cái phân tử của mật ha để đi vào hấp thu giống như cái hình thành ai của mình. Đây là những cái những cái men này, những cái men của ai đó chị? Hả? Men của tụy á. Ha, nè, những men của tụy nè. Hồi nãy có một cái slide mình đó, Lista để cắt triglycerid. Mình có slide mình đó có Polyta để mà cắt các phospholipid. Hay là cholesterol estera để cắt cholesterol. Đó, nhóm này đó là nhóm của tụy. Lúc từ đầu tới giờ mình học, ví dụ như là đường thì đường chạy đi qua tế bào ruột, đường chạy đi vào máu luôn, hay là mình học axit amin chạy đi qua tế bào ruột sau đó là chạy đi qua máu, chỉ riêng có cái ăn mỡ, ví dụ như là từ cái axit béo nè hoặc là monoglycerid đi vào trong tế bào ruột, nó phải tổng hợp thành triglycerid nội sinh hoặc là cái triglyceride, thì lúc này những cái chất này nó mới phóng thích để đi vào trong máu. Chứ nó không có cái chuyện mà từ cái axit béo hay là cái monoglycerid chạy ở trong máu này của mình ha. Thì vậy đối với bộ mỡ của mình á, khi mình xét nghiệm mình sẽ xét nghiệm gì trong đó ha? Mình sẽ xét nghiệm triglycerid nè, gì nữa rồi đến tổng toàn phần rồi HDL vân vân ha. Thì là hiện diện ở trong tế bào máu mình là bằng những cái chất như thế này, chứ không phải là những cái phân tử đơn mà nó tự nó không trong máu, thì dùng axit amin đơn có thể tự chạy đường, đường đơn có thể tự chạy đường, nhưng mỡ là phải tổng hợp lại hết. Rồi hấp thu nước một ngày mình có cỡ khoảng 9 lít nước đi trải dài hết cái hệ tiêu hóa của mình, thì trong đó một ngày thông thường mình uống tầm có khoảng bao nhiêu không gì chỉ tiêu thời gian đó không cả ngày đấy, bác sĩ uống giá vậy không hả? Thông thường là mình sẽ uống 2 lít và trong đó là sẽ có 7 lít do cái hệ tiêu hóa tiết ra nha, có 7 lít do hệ tiêu hóa tiết ra thì cộng lại mình mới ra được là 9 lít ha. Ở đây mình sẽ coi nè, mình cho 7 lít luôn, nước bọt tiết được cỡ khoảng 1,5 lít ngày, rồi mã dày thì chỗ này nó tiết cỡ khoảng 2 tới 2,5 lít ha, thì đây nó nói mình là 2,5 lít. Cộng lại mình được như là 4 lít này nè, bằng đường nửa lít 4,5 lít đúng không, vậy đường 1,5 lít nữa thì mình được như vậy 6 rồi, ruột non tiết được 1 lít một ngày nữa là mình được 7 rồi ha. Cơ thể khô lắm tiết ra nhiêu thì tới ở ruột non nó khô hết rồi ha, thì như vậy tiết ra 7 tới đây nó lấy là 7, cho nên là không mất cái chỗ nào ha. Rồi những cái phần mà còn có thời gian 2 lít mà mình uống vào đó ha, thì tới cái mức của ruột già thì nó sẽ tái hấp thu cỡ khoảng là 1,9 lít, như vậy là mình còn có cơ khoảng là 100 ml để dành nó làm gì, làm đẹp không ha. Còn nếu mà trường hợp mà không tập có quay đi cầu mỗi ngày á thì nó sẽ nằm trong này nó làm gì, đúng thì nó nằm đó thì nó sẽ rút bớt chút đi ha, thì cho nên là mới là bỏ tạo thành phân tử ha. Rồi hấp thu điện giải thì mình sẽ có cái gì, chủ yếu là mình sẽ có là năng động. Thì giờ mấy chị có thấy á, bình thường trên cái màng của cái tế bào của mình nó có một cái bơm gì trên màng tế bào á, nó có cái bơm gì natri kali adenina đúng không, cái bơm này nó sẽ bơm như thế nào ạ? Ba natri đi đâu, đẩy natri đi đâu, đi ra hay đi vô? Đi ra, nó sẽ bơm 3 natri đi ra và nó lấy 2 kali đi vào ha. Thì như vậy mình sẽ thấy là
chuyển thức ăn á. Hồi nãy mình nói là vận chuyển thức ăn phần lớn nó sẽ đi theo đường gì? Vận chuyển tích cực hay là vận chuyển thụ động? Tích cực. Trong quá trình nãy giờ mình học á ha, mình thấy là tiêu hóa của là tinh bột hay là lipid hay là protein hầu hết là vận chuyển tích cực cùng với trên. Và chỉ có một cái phần fructo là nó tự động nó đi khuếch tán thôi. Còn mấy cái còn lại nãy giờ các chị thấy là toàn là phải cần phải có natri ha. Thì trong cái quá trình để mà nó vận chuyển nó lấy đồ ăn đó, nó sẽ lấy được cái năng động vào trong tế bào. Thì bây giờ năng động nhiều quá bên trong tế bào thì làm mà cái gì đây, nó sẽ đi tống qua thông qua cái kênh đó và đem đi ra ngoài. Như vậy là vẫn đảm bảo được và nồng độ của năng động bên trong tế bào nó vẫn thấp hơn so với ở ngoài ha. Thì mình sẽ thấy là natri sẽ nhờ cái vận chuyển tích cực đó đi vô đây và sau đó nó sẽ được bơm đi ra ngoài qua cái cơ tim tiểu và mình biết natri ra được đó. Đó là cái nguồn để mà cơ thể mình nó vận động chứ đâu thể nào đâu mà nó có, nó sẽ chạy vô nó cái cơ chế nó chạy ra thì nó trả lại cái điện cái bình thường của tế bào chứ. Vitamin thì sẽ có một cái nhóm vitamin đang trong nước và mình sẽ có một cái nhóm vitamin đang trong dầu trong mỡ. Thì những cái nhóm là A, D, E, K nó sẽ đang trong mỡ và những cái nhóm đang trong nước đó là cái